Xin chào tất cả các bác khán giả trên kênh YouTube và kênh Facebook. Ngày hôm nay em lại quay một cái xe Vios, lại tiếp tục cái con Vios này này. Thì em quay lại một chút để cho các bác nào mà chưa xem được cũng như là chưa tìm hiểu kỹ cái con xe này của em thì em quay lại một lần nữa nhé các bác nhé. Chiếc này của em là sản xuất vào năm 2013. Xe Toyota Vios bản G và sản xuất vào năm 2013, số tự động các bác nhé. Con này về cơ bản là em đã quay cũng mấy clip rồi, nhưng mà hôm nay em quay lại một lượt nữa và cũng như là báo giá lại. Ngày hôm qua thì em quay mấy cái xe sedan này này. Đó, có mấy cái xe sedan này em quay ấy thì là bị nói bị nhầm. Đấy, phải nói đúng là bị nhầm. Nhầm ở đâu không nhầm, nhầm ở cái giá chứ, buồn cười. Đấy. Nhầm ở cái giá thì nhiều bác bảo là anh Cường thì báo một giá, em báo một giá. Đấy thì ông Cường là anh ấy bị nhầm ở chỗ là giá con này em bán ấy là 358 triệu và em hôm vừa rồi là bảo dưỡng bảo trì nó hết gần 9 triệu, hơn 9 triệu. Đấy cho nên là bán giá ở 358 triệu. Đấy thì còn bác nào mà mua thì là gọi điện cho em nhé. Thì còn hôm qua em báo vừa nói câu trước rồi bảo bác Cường bác ấy nhầm thì câu sau mình lại nhầm luôn, còn nhầm nặng hơn là báo giá xuống còn có 285 hay gì đấy, em cũng 255 hay 258 gì đấy. Nhưng mà con này thì em bán là 358 triệu nhé các bác nhé. Đây các bác để ý giúp em là 358 triệu. Nhưng mà thực chất là có nhiều bác ấy là theo dõi em thường xuyên liên tục ấy thì đã thấy clip, mấy clip của con xe này rồi, cả trên kênh Việt Bắc Kha cũng như là trên kênh Việt Bắc Auto này. Đấy thì là đã có đến 2 clip hay 3 clip gì rồi em không nhớ rõ nữa luôn. Thì báo giá là 358 các bác nhé, báo giá là 358. Đấy. Thì ngày hôm nay em lại quay lại một lượt nữa, chủ yếu là quay riêng chi tiết và riêng về em Vios này thôi. Đấy. Thì em Vios này ấy, phải nói là khi mà mình tìm được một cái xe Vios đã khó nha các bác nhé, và tìm được con xe mà giá nó phù hợp ấy còn khó hơn. Đấy, và cũng như là tìm được cái xe mà nó chất lượng, ý em nói ở đây là chất lượng về từ keo chỉ rồi là về từ kính không bị thay, kính nào không bị tai nạn gì cả. Đấy, thì nó rất là khó. Và con này là nó hội tụ đầy đủ là kính zin này, keo chỉ 4 cánh cửa zin luôn và keo chỉ cabo zin các bác nhé. Con này cabo còn chưa tháo cơ, cabo vẫn còn zin nguyên bản. Đấy thì em có cả cái vlog mà đi mua tại nơi ấy, ở trên kênh Việt Bắc Kha cũng như là trên kênh Việt Bắc Auto này đã quay rồi. Đấy, đã quay rồi thì các bác lục lại mấy clip cho các bác xem giúp em. Đấy. Riêng về con này ấy, về là em đã máy móc, em đã cho đi bảo dưỡng, em đã thay hết cả buji này, thay hết dầu máy này, tất cả các loại nước dầu các kiểu là thay hết rồi. Đấy, và thay hết toàn bộ má phanh của 4 bánh các bác nhé. Má phanh của 4 bánh có nghĩa là ở đây mình bảo dưỡng một phát là cấp lớn luôn đấy, 13 vạn bảo dưỡng tất tần luôn. Đấy, đến buji em thay cho các bác rồi, nên là làm rất là kỹ lưỡng, cũng như là sơn si mọi cái, nó sơn tỉa đẹp đẽ hết đó. Cho nên là nhiều bác cứ bảo nó cao nhưng thực tế là em phải nói rằng là ở trên thị trường ấy, những cái dòng này bây giờ nó vẫn là như vậy, và không phải là bên em bán cao hay là thấp gì cả, mà bây giờ thị trường nó có thế thì mình cũng phải bán hao hao thế, chứ không mua ở đâu được giá rẻ đâu mà bán thấp xuống được. Đấy, nó khó như vậy. Chứ còn bác nào mà con này mà mua được độ 300 với 301, 302 gì đấy thì mang cái đây em mua lại luôn. Đấy. Cứ con nào cứ như bản G mà đời 2013 mà 302 gì đấy, 303 đi, các bác mang đây em vẫn mua bình thường. Đấy. Kể cả tồn đến 5 7 chiếc thì cũng vẫn mua không sao cả. Chiếc này thì nó còn đăng kiểm đến tận tháng 6, đăng kiểm và phí đường bộ đến tháng 6 năm 2023 cơ. Đấy. Tất cả mọi
cái kính là zin hết, đấy, kính luôn luôn là kính theo xe hết luôn đây ạ. Ở đây nữa, đó là kính theo xe đấy, để em thu nó cận cảnh hơn này. Đó. Cả kính sau, kính trái, kính phải đều vậy. Giờ em quay ở trong khoang xe nhé các bác nhé. Đấy, xe thì vẫn cắm chìa khóa. Trong xe thì các bác nhìn thấy ngay là xe đã được chủ nhân lắp cái màn Android mới toanh các bác này. Đấy, màn Android mới toanh. Và xe này đã chạy được là 13 vạn km. Đấy, chủ xe rất là giữ gìn vì là những cái này này, bên này không dán thì bên kia thì em thấy dán một cái lớp giấy bóng nữa. Đấy, rất là kỹ để mà bảo vệ những cái phần tay nắm cửa, những cái phần mình cứ hay nắm cửa để đẩy ra đẩy vào đây này, là nó dễ bị trầy. Đấy. Con này bản G là cái bản cao nhất của cái dòng Vios đời này. Đấy. Thì nó có được hai túi khí, một túi khí bên phụ này và một túi khí người lái. Cần số đây các bác. Còn cần số đây, cần số này cũng được dán một cái lớp ni lông luôn. Dán một cái lớp ni lông. Trong ghế, ghế thì ghế da vẫn là nguyên bản theo xe. Trần xe đã được bọc, được bọc một cái lớp ni lông rất đẹp. Đây, bên này đây vô lăng này các bác này. Xe chạy là chính xác, hiện tại đồng hồ đang chỉ là 13,3 vạn. Và theo em thấy là nó chính xác đến 98%. Đấy, tất nhiên mình không thể khẳng định 100% là không tua. Nhưng mà theo như cảm nhận, cảm quan của em thôi, bản thân thì nó khoảng chính xác đến 98%. Đấy. Quay cái phần hàng ghế thứ hai cho các bác. Đây là cái phần hàng ghế thứ hai. Đấy. Nói chung là về cái độ đẹp của chiếc này so với đời của nó ấy, thì rất là đẹp. Rất là đẹp các bác nhé. Cho nên là mình ở đây ấy, muốn em cũng muốn mua những con xe nó rẻ hơn, rồi là ít tiền hơn nhưng mà nó không có. Ví dụ như con này thôi mà số sàn ấy, vẫn bán 200 mấy. Đấy. Độ 230, 250 gì đấy. Chứ không rẻ hơn được đâu các bác. Đây, quay cả những góc này cho các bác nữa. Để cho bác nào kết thực sự ấy, thực ra dòng Vios ấy, thì rất nhiều người tìm, rất nhiều người muốn mua. Đấy. Cơ bản là nó phải là gặp đến khách thực sự kết thì mới thích được con này. Đây, ngày hôm qua đây em mua được cả con Innova kia nữa. Innova này 2009 các bác nhé. Máy móc các thứ Rindet luôn. Đấy. Và không có taxi dịch vụ nhé. Đấy, con Innova này giá nó còn loạn hơn. Giá còn loạn hơn, và con này em bán là 250 này. Đấy, nếu mà là cái hàng taxi ra ấy, thì bán đủ 180, 170, 180, thậm chí còn thấp hơn. Đấy, nó khác nhau như vậy. Thì tí em quay xong một cái clip khác cụ thể hơn về con Innova sau. Thì anh em cho dọn rửa đã. Ông vừa bùn đất tối hôm qua là phái chú em Mậu đi mua. Đấy. Tại vì là trước đấy em về quê em đã xem qua xe rồi. Xe thì bị một cái xe tải nó lùi lại vào kiểu như là lên dốc ấy, nó bị lùi lại xuống. Đấy, móp cabo với móp cái răng trước một chút. Đấy là nói về cái con Innova các bác nhé, không lúc các bác lại nhầm lẫn. Đấy. Thường các bác hay đi xem là toàn hay tua, xem một cái clip là hay tua. Cho nên là cứ xem đến đoạn nào nó không có một cái câu chuyện, nó không thành, không logic nữa. Đấy. Như các bác mà xem cái clip này của em từ cái lúc đi mua đến giờ thì chắc chắn là biết được giá em bán bao nhiêu đúng không? Đấy. Thì em nói lại một lần nữa là giá em bán là 358 triệu, và có lộc, có gia lộc. Đấy, gia lộc cho các bác, gia lộc cho các bác nhé. Đây, ưu tiên những bác nào mà người Thái Nguyên ấy thì mua con này thì về có cơ bản là nó sẵn ở cái là cái biển nó đẹp. Đấy, về các bác chỉ cần việc là sang tên là xong luôn, không cần phải rút hồ sơ nữa. Đấy, nên là mình có thể giữ được cái biển này. Biển này thì gọi là biển dễ nhìn các bác ạ. Đấy. Ở trong nhà em thì còn đâu đó khoảng tầm hơn chục xe nữa. Trên chục xe nữa. Từ bán tải cũng có này. Xe sedan có này. Tầm 300, 500, 280, 300, 500. Đấy là có khoảng đâu hơn chục chiếc nữa. Thì sắp Tết đến nơi rồi. Các bác nào mà
có cần xe cộ đi cuối năm đấy thì có thể liên hệ với bên em, và anh em cứ tham khảo thoải mái, ở đâu mà hợp lý thì mình mua thôi. Chứ ở đây thì anh em mình đều là những người có tiền, đều là những người hiểu biết hết đấy, thì ai thấy ở đâu hợp lý thì mình mua thôi. Hôm nay thì em có một cái clip đính chính sơ lại về cái con Vios này như vậy thôi. Đấy, cảm ơn các bác đã theo dõi kênh và ủng hộ trong suốt thời gian qua, và mong muốn là các bác tiếp tục ủng hộ trong cái thời gian tới để kênh càng ngày càng phát triển hơn, tìm được những con xe đẹp và chất lượng tốt, giá cả hợp lý cho các bác. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại. Em mình sẽ gặp lại các bác trong clip tiếp theo.